Những hình ảnh này được ghi lại vào ngày 16 tháng 12, khi cơn bão số 12 đã đi qua được hơn một tháng. Mặc dù trời còn mưa lớn và rét lạnh đến thấu xương, nhưng các bạn trẻ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tháo dỡ nhà cửa, dọn dẹp vật dụng sinh hoạt đến nơi ở mới an toàn. Tất cả đều được lên kế hoạch và sắp xếp nhanh chóng nhất. Sau cơn bão số 12, Đoàn Chung kích thoát nghèo Nam Trà My đã được thành lập để giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất. Tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần, các bạn trẻ đã tới những địa bàn khó khăn nhất để giúp đỡ bà con. Đường đèo dốc, trơn trượt, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân tình nguyện. Năm khung nhà gỗ đã được sửa chữa, đặc biệt còn có hàng chục hộ dân khác được xây dựng những ngôi nhà mới. Do thời tiết mưa kéo dài nên là trong việc vận chuyển và tháo dỡ nhà cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng lực lượng xung kích của chúng tôi vẫn cố gắng giúp đỡ bà con về nơi vận chuyển nhà cửa về nơi ở mới để giúp cho bà con ổn định được cuộc sống. Cho tới hôm nay, 31 tháng 12, mưa vẫn nặng hạt ở Nam Trà My, nhưng lòng người thì đã ấm áp hơn rất nhiều.